ok xin chào tất cả các bạn quay trở lại cái chỗ gt và hôm nay tôi sẽ giải quyết cho các bạn một cái câu hỏi mà cái câu hỏi này thì tôi thấy rằng thường xuyên xuất hiện thông qua những cái video tôi chia sẻ và chắc chắn một cái điều rằng là với cái câu hỏi đó thì tôi sẽ giải quyết cho bạn cụ thể thông qua video sự thật khi nhận thư từ nước ngoài để có thể xác minh tài khoản online và đây là một cái điều mà lý do do đâu mà các bạn không nhận được và giải pháp cách nhận như thế nào và hiển nhiên rằng dành cho những cái câu hỏi của những bạn mà số đen không nhận được cái thư đó và thì chúng ta có thể biết rằng là thường thì những người làm trên online thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tài khoản để có thể nhận thanh toán, để có thể trả thanh toán. Và thì chắc chắn một cái điều rằng là các bạn khi đi làm thì chúng ta không bao giờ quên nó là tài khoản Google tài khoản Payoneer, Paypal. Và có thể đang có một số các bạn được nhận sự ủng hộ từ nước ngoài. Thế thì chúng ta cần những thông tin gì để có thể xác nhận được những tài khoản như thế này? À, với lại cái, đối với cái tài khoản Paypal thì chắc chắn rằng các bạn có thể xác minh và có rất là nhiều những video trên mạng à, có thể các bạn theo dõi rồi Và những thứ đó đơn giản là các bạn chỉ cần có một cái tài khoản ngân hàng và cuối cùng các bạn dùng những cái thao tác Các bước cơ bản các bạn xác nhận được một cách rất là dễ dàng Còn với hai cái tài khoản đó là tài khoản Huasen và tài khoản Payoneer Chắc chắn rằng các bạn sẽ phải xác minh tài khoản và đặc biệt rằng là khi xác minh tài khoản thì các bạn thì thấy một cái điều rằng nó rất là khó khăn trong cái việc nhận thư Thế thì nhận thư như thế nào và nhận thư ra làm sao à, Còn à, với lại cái tài với lại cái vấn đề rằng là, là à, các bạn à, được người nước ngoài ủng hộ cho các bạn số tiền thì đơn giản các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân số điện thoại địa chỉ cụ thể là số tiền nó sẽ đến với các bạn thông qua hình thức ngoại hối đơn giản như thế thôi Thế thì về cái việc đó là sự thật khi chúng ta làm chúng ta muốn nhận thư đó thì chúng ta phải chủ động Lưu ý các bạn đó là các bạn phải chủ động, các bạn phải nào làm sao mà cho nó trùng với lại cái tài... với lại cái chứng minh nhân dân của các bạn, thông tin cụ thể tất cả mọi thứ và sử dụng uh, cái địa chỉ thường trú các bạn cộng kèm theo cái số điện thoại thì các bạn sẽ nhận được cái mã pin nó nhanh nhất vì, bởi vì cái địa chỉ của Việt Nam chúng ta đôi khi uh, có rất là nhiều những cái thứ mà nó khác thường xảy ra và lúc nữa nó khác thường như thế nào tôi sẽ chia sẻ cái vấn đề đó. Tiếp theo đó là cái mã zip code khi các bạn nhập vào trong cái địa chỉ của các bạn, chắc chắn là nó phải trùng với địa chỉ thường trú. Và đó là cái lý do cụ thể mà khi các bạn thực hiện các bạn làm, đôi khi nó có hai địa chỉ các bạn không biết chọn cái địa chỉ như như thế nào thì tôi khuyên các bạn là sử dụng cái địa chỉ thường trú. Và đây thì nhìn trên bức ảnh các bạn có thể thấy đây. Ví dụ như cái địa chỉ này là có hai cái địa chỉ khác nhau, một là nguyên quán, hai rằng là địa chỉ thường trú. Thế thì các bạn hãy lưu ý rằng là chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ thường trú, cái địa chỉ mà các bạn hiện tại đang ở. Để có thể xác minh cái tài khoản đó. Còn với những cái bạn nào mà có cái chứng minh nhân dân mà có địa chỉ nguyên quán và địa chỉ thường trú như nhau. Thì chúng ta nhớ lấy cái địa chỉ nào cũng được. Đấy chỉ lưu ý một cái vấn đề quan trọng là các bạn hãy lấy cái địa chỉ thường trú để có thể xác minh tài khoản ghi vào trong cái uh, thư xác nhận của các bạn và đây thì tôi lưu uh, ý cho bạn một cái vấn đề đó là vấn đề đầu tiên là vấn đề mã zip code với vấn đề mã zip code thì các bạn có thể sử dụng cái trang mà tôi chia sẻ cho các bạn đó là cái trang geopopcode.com thì đây là một cái trang rất là chuẩn uh, chuẩn nói chung là trên tất cả trên toàn thế giới mọi người đều sử dụng cái trang này và rồi các bạn muốn lấy mã pin thì cái trang này nó sẽ là nhanh nhất ở đây nó có tất cả uh, uh, mọi uh, thông tin quốc gia mọi địa điểm từ ngóc ngách đến thôn bản xóm nàng cho nên là các bạn có thể sử dụng thoải mái tôi ví dụ đơn giản các bạn chúng ta nhấn vào khu vực châu á chúng ta nhấn vào việt nam thì khi nhấn vào việt nam thì nó sẽ ra được tất cả những cái thông tin địa chỉ, địa chỉ trên đây các bạn có thể nhấn vào xem xem cái tỉnh của bạn nằm ở cái phục, khu vực nào của việt nam ví dụ bạn đồng, đồng bằng sông hồng và các bạn ở hải phòng chẳng hạn thì các bạn có thể tìm tới hải phòng các bạn thông qua các xã các tỉnh các huyện đó cho các bạn có thể tìm ra Ví dụ bạn ở Thủy Nguyên ở, 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 Thủy Nguyên rồi thì bạn tìm ra bạn này ở đâu Bạn ở chỗ nào Bạn ở nập nễ chẳng hạn Rồi bắt đầu này bạn lại tìm nó bạn ở thôn nào nữa Nó rất là cụ thể tức là Trong này có cả từ thôn, từ xã Cho đến huyện tỉnh các bạn và Mọi thông tin nó cụ thể và nó update liên tục ở đây à, Nhiều bạn hỏi tôi rằng là Thế thì thông tin nó mới update một số Những cái mã zip code mới Thì nó có ảnh hưởng gì hay không Thì các bạn cũng dùng cho tôi cái trang Đó là Girl pop Popcode cái trang này sẽ là cái trang mà cụ thể nhất và cái mã pin hay mã thư bất kể một cái nội dung gì sẽ gửi đến đến cho các bạn một cách nhanh nhất. Và rồi các bạn thấy một cái thứ đó là cái vấn đề lưu ý. Nhưng ở đây cái vấn đề lưu ý thứ hai tôi muốn chia sẻ với bạn nếu như bạn đang xác minh tài khoản Hoa Sen. Với tài khoản Hoa Sen thì chắc chắn là các bạn sẽ phải xác minh danh tính trước. Bạn lưu ý cho tôi rằng thời điểm năm 2019 là khi các bạn muốn lấy được mã pin là các bạn phải xác minh danh tính trước, tức là các bạn phải sử dụng đúng như chứng minh nhân dân của các bạn. Chính nguyên nhân dân của các bạn khi cái thứ gì các bạn xác minh đúng như thế Và rồi tôi cũng khuyên bạn đó là nơi các bạn hãy lấy cái nơi địa chỉ thường trú Và các bạn xác minh cái danh tính của bạn Và rồi tiếp theo đó là khi xác minh danh tính xong rồi Thì các bạn muốn xác minh cái địa chỉ bằng mã pin Tức là có thể địa phương bạn pin nó về chậm hoặc bạn chờ pin nó nâu Thì chắc chắn rằng bạn có thể dùng cái dịch vụ thuê mã pin Hoặc các bạn có thể nhờ ai đó hỗ trợ các bạn về cái việc nhận mã pin này Uh, sau khi các bạn xác minh danh tính xong, đó là cái điều ý mà tôi chia sẻ bạn ở đây. Tiếp theo đó thì với lại cái uh, địa chỉ mà cái tài khoản đó là Pionia, một số bạn nào làm affiliate marketing với tôi hay một số những bạn nào mà sử dụng những tài khoản như thế này thì chắc chắn là đơn giản là nhận cái thẻ ngân hàng của Pionia, thẻ Mastercard quốc tế cũng như vậy, các bạn cũng chỉ đơn giản là nhập cái địa chỉ thường trú và kèm theo cái thông tin cụ thể Đấy, nó chỉ có lưu ý như thế thôi. Một cái sự thật đặt ra rằng là có những người các bạn làm những thao tác như thế các bạn nhận được. Và các bạn làm đúng quy trình thì nó đơn giản. Cái điều này thì khi ai làm được thì cũng nói là đơn giản. Cái vấn đề là những người không làm được là không là thấy một cái điều rằng nó khó khăn. Đó, bởi vì khi tôi làm video này ra chắc chắn là nhiều bạn sẽ nói ra ôi video này đơn giản, tôi đã làm được rồi, tôi lấy được mã pin được rồi, nhưng vấn đề là tôi đang làm video cho những người chưa làm được. Thế thì một cái lưu ý đó là khi các bạn là những người không nhận được những cái thư từ đó, vì sao vậy? Các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi. Nó, nó vì sao why? Thì chắc chắn một cái điều rằng là ở đây có hai lý do tôi chia sẻ với bạn. Một là do thư của các bạn ấy nó là thư nước ngoài. Thư nước ngoài thì thường rất là nhiều những cái địa phương hiện tại à, mọi người chưa um, bao giờ nhận được cái mục thư đó. Thì mặc định đó là biêu tá có thể ở, ở cái nơi đó họ sẽ xếp vào cái loại đó là thư rác họ sẽ xếp ngay trực tiếp vào thư rác đó là cái điều mà thực tế tiếp theo đó thì một phần nó là do có thể trình độ của bưu tá đưa thư cho các bạn ấy thì có một cái điều rằng là họ lại không nhận diện được thư nó là cái gì và đôi khi họ cũng lười trong việc đó là trả thư cho cái người có cái diện thư đó thì họ có thể ghi trực tiếp cho các bạn đó là thư không tìm được người nhận đây là hai cái lý do vô cùng quan trọng mà các bạn thể thấy rằng là chúng ta sẽ thường gặp ở rất là nhiều địa phương có thể đợi địa phương các bạn chưa có ai mà có tài khoản Google ASEAN, chưa có ai có tài khoản Pioneer, chưa có ai được nhận uh, thanh toán hay nhận cái dịch vụ gì từ từ nước ngoài về thì chắc chắn là cái thứ đó thì uh, chúng ta có một cái sự hạn chế. Thì tí nữa tôi cũng có giải pháp cho các bạn. Nhưng trước khi các bạn quyết đoán ở hai cái trường hợp đó là do cái bưu điện đó hay do bưu tá đó thì các bạn phải lưu ý kỹ cho tôi về cái việc cần nhập đúng địa chỉ nhập phải đúng 100% địa chỉ. Đây là cái vấn đề mà tôi nhắc lại lần thứ ba trong video này đó là địa chỉ thường trú các bạn kèm theo số điện thoại để người ta có thể gọi điện cho các bạn. Vì thời điểm buổi hiện tại cũng có rất là nhiều người họ update cái kiến thức này rồi Cho nên là họ sẽ biết gọi điện cho các bạn uh, lúc nào cần Đó là cái điều mà thực tế Và rồi cái giải pháp dành cho bạn đây Đó là khi các bạn uh, thấy một cái điều rằng là địa phương của các bạn chưa có ai nhận đến bức, bức thư giống như bạn Chưa có ai có tài khoản như bạn thì bạn hãy xác nhận một cái thứ đó là bạn lấy cái mã zip code ở đâu đấy cái quan trọng cái mã zip code bạn lấy ở đâu địa điểm như thế nào thì bạn phải đến trực tiếp cái bưu điện đó bạn hỏi họ cái mã zip code tôi đã nói rồi bạn lấy mã zip code trong gel pop code thì trong này nó có những mã zip code cụ thể đến từng thôn bản này, các bạn thế thì nó đến tới từng thôn đó thì các bạn hãy liên hệ đó là bạn có thể tìm hiểu bạn hỏi những cái bưu điện xung quanh hoặc hỏi những người mà họ có à, cái quyền hạn chức năng họ làm việc trong cái bưu điện đó bạn hỏi xem cái mã cái mã zip code đó có phải bí, bí, bí điện của họ hay không rồi để rồi họ sẽ lưu tâm cái tài khoản của bạn bằng cách là bạn có thể đưa cho họ cái thông tin địa chỉ cái tài khoản của bạn sắp sửa nhận nó là Google ASEAN hay Pioneer hay là một cái thông tin của một ai đó gửi về đó cộng thêm một chút tiền phí đưa cho họ hoặc bạn có thể gửi họ một cái lời rất là ngon ngọt đó chính là nhờ họ giúp đỡ và sau này các bạn hậu tạ đây là một cái phương pháp mà chủ động tốt nhất để cho các bạn có thể nhận thư nhanh nhất và đó là cái điều thực tế. Và các bạn phải nhớ rằng là khi tất cả mọi thông tin mà à, các bạn cập nhật nó như thế nào, bạn gửi cho họ đúng như thế để rồi họ có thể lưu tâm với tài khoản của của các bạn. Và tiếp theo đó là khi mà bạn lại ngại cái vấn đề thứ hai như thế này thì bạn có thể liên hệ tới một số à, tới những dịch vụ hỗ trợ, Đấy, gọi là đường cùng, đường cùng lắm rồi bạn không muốn à, phải cách rách với nhờ vả một ai hoặc là đi lại nó khó khăn. Hoặc bên cạnh đó thì bạn thấy một cái điều rằng là nhận mãi thì không được Thì các bạn có thể nhờ dịch vụ hỗ trợ Bạn còn đơn giản đó là bạn có thể tham gia các nhóm kia đã đang uh, có cái cách kiếm tiền giống như bạn Bạn có thể hỏi cụ thể Họ có thể hỗ trợ với bạn Rất là nhiều những cái dịch vụ như thế Và đây là một cái hướng mà cũng dành cho những cái bạn nào mà muốn kiếm tiền Để có thể uống bia và uống trà đá đó là khi các bạn thực hiện các bạn làm và các bạn cái địa chỉ các bạn đã nhận được pin, các địa chỉ các bạn đã nhận được tài khoản xác minh, các bạn có thể làm cái dịch vụ nhận pin thuê hay nhận xác minh thuê. Nó cũng mang lại cho bạn một cái giá trị nó rất là tuyệt vời đó là mỗi cái lần xác nhận đó các bạn sẽ nhận được từ 50.000 cho đến 500.000. Đó và nếu như mà dịch vụ các bạn tốt và nhiều người đăng ký ở dịch vụ các bạn thì các bạn cũng có một cái nghề rất là hay. Đó là cái điều mà chia sẻ cuối video dành cho các bạn. Và rồi cũng đã giải đáp cái câu hỏi thắc mắc cho các bạn về cái việc xác minh nhận thư sau lại không về rồi rằng lý do vì sao về giải quyết cho các bạn cái cách để các bạn có thể thực hiện và nhận thư nhanh nhất và mong rằng video này đã chia sẻ các bạn những cái điều đó giúp các bạn có thể có một cái điều mà nó nhanh chóng nó đỡ phải nghĩ ngợi đỡ phải đợi lâu và chúng ta có đạt cái hiệu quả trên mạng online và một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video của gmt chúc các bạn cũng phải tuyệt vời đừng quên nhấn xe chia sẻ những video này cho nhiều người cùng xem để họ có thể biết tới những cái kiến thức tuyệt vời như thế đấy xin chào đặc biệt tất cả các bạn